Ui, trông pha kè đấy nhỉ. Ui, mà cho mày em á. Không bảo mày em được. Không bảo. Vâng. Xin chào quý vị các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với Vật Studio. Và qua mấy ngày chính là iPhone 12 Pro đau đổ thực sự luôn. Nhưng mà có một sản phẩm mà mình nghĩ là nó tiên phong về cái sự công nghệ nhiều hơn so với cả iPhone ấy. Tại vì đây là chiếc Vsmart Aris Pro với camera ẩn dưới màn hình đầu tiên và duy nhất tại Việt Nam. Ngay bây giờ mình sẽ thử xem là cái trải nghiệm của mọi người khi mà lần đầu tiên được thử nghiệm, trải nghiệm cái công nghệ này thì nó sẽ như thế nào nhá. Và ngay bây giờ mình sẽ đi vào phòng quay đây để thử xem là anh em nghĩ như thế nào về cái màn hình với camera selfie ẩn dưới màn hình. Rồi, có thấy camera selfie đâu không? Không thấy luôn. Một nền đen, thế này thì thấy kiểu gì? Đây. Tức là em vẫn nhìn thấy à? Vâng, nếu mà nghiêng bình máy thường đi thì sao mà thấy được? Đúng rồi, nghiêng máy đi mình nhìn thấy ạ. Tức là khi mở ra sẽ có một cái vòng tròn nhẹ ở đây để hiển thị cái camera. Các bạn có thể nhìn thấy, nó rất nhanh thôi. Đó. Vậy em có thể tự thử selfie xem mà nói những cái cảm nhận của mình về cái chiếc điện thoại này. Cái chất camera nó hơi bị bệt nhẹ các chi tiết, nó chưa được sắc nét lắm nhỉ? Ôi mà tóc làm đẹp trong video quá. Ôi mờ nhờ. Mờ thật sự. Màu nó bị hơi hồng hơn. Nét nó cũng không bằng á. Nó không bắt nét bằng cái máy của em. Bây giờ em sẽ chụp thử một tấm ảnh xong rồi xem lại cái tấm ảnh và selfie của em. Ôi. Đỉnh. Tức là lúc ấy là em chụp ở trong phòng đúng không? Thì em thấy nó bị đại loại là chất lượng nó không cao, mờ mờ đúng không? Đúng. Nhưng mà bây giờ màu em đang chụp ở cái điều kiện ngoài này thì nó có ánh sáng rất là đầy đủ ấy, thì em thấy nó như nào? Nó màu đẹp hơn đấy ạ, à? Với cả nét nó cũng rõ hơn. Ảo nhờ. Nhìn cái phần da lúc đầu ở bên ngoài camera ấy, nhìn kiểu hồng này. Nhưng mà sau khi dùng đấy, nó đã bị hồng rồi. Cũng được đấy chứ. Ui, quá. Mà phải nói là cách xử lý thuật toán của con Aris Pro này thực sự tốt luôn. Thì khi mà chụp lên thì trông nó đỡ hơn một tí. Nhưng về cơ bản thì các chi tiết ở xa này trông nó chưa được sắc nét. Thì bây giờ nếu mà dùng con này thì cái trải nghiệm full view của nó ok không? Được, đẹp. Nói chung là ở khoảng cách mình dùng bình thường thì mình sẽ không nhìn thấy những cái pixel đấy. Ôi, thiên đen thì chả nhìn thấy gì luôn. Trông được của nó phết đấy. Bờ không cảm nhận được cái gì ở trên màn hình này. Chụp hỏi trông con chung mà ngon hơn. Em thấy cái con này em đang dùng con M1 Pro của anh Tú. Đây các bạn có thể thấy tôi dưng mất một khoảng đen xì này, chả đem gì. Đây đúng không, đếm gì đâu. Nhìn nó phải như này cơ mà. Thế hơn là cái chắc là về phương viện, phương màn này. Và cái camera ẩn dưới màn hình thì em từ nãy giờ em kiểu cảm giác có bị chú ý vào nó quá nhiều hay không? Hay là thực ra thì nếu mà mình nhìn vào, mình cố tình mình nhìn vào thì mình sẽ có. Nhưng mà bình thường mà trải nghiệm bình thường chả vấn đề gì. Nói chung là mình vẫn bị cái cảm giác là mình bị chú ý bởi cái điểm đấy. Chứ còn nếu mà mình xem tổng thể một video bình thường thì ok, cũng không có ảnh hưởng gì đến những cái video cả. Bởi vì khi mình làm video thì những cái góc như này thì thường mình cũng không đưa yếu tố gì vào cả. So với cái việc là làm một cái nốt ruồi trong màn hình nhỉ? Cá nhân em thì em thích cái camera hơn, bởi vì nó cái nốt ruồi cho mình nó khó chịu lắm. Thì nếu mà cho em lựa chọn giữa những cái loại màn hình đấy và một cái công nghệ mới như thế này thì em sẽ chọn cái gì? Thì chắc chắn là em sẽ chọn công nghệ mới nhất này rồi. Và trên đây là những cái trải nghiệm nhanh của mọi người trong văn phòng Vật Vờ Studio với chiếc Vsmart Aris Pro, một chiếc điện thoại có cái công nghệ camera selfie ẩn ở dưới màn hình. Nhưng mà mình cũng phát hiện ra là cũng có một vài cái vấn đề, ví dụ như kiểu là nếu mà anh em quay bằng camera selfie, quay video ấy, thì hiện tại thì cần phải cải tiến hơn để cho nó quay trực tiếp được. Chứ không bây giờ quay ra thì video nó vẫn sẽ sương sương như này chứ không được xử lý. Và hy vọng là những cái bản tiếp theo nó sẽ có thể cải thiện được. Và Vsmart cũng có chia sẻ rằng đội ngũ AI của họ cũng đang cố gắng để cải thiện vấn đề này để làm cho nó tốt hơn với camera selfie ẩn dưới màn hình. Vậy thì các bạn nghĩ sao thì đừng quên chia sẻ ý kiến của mình ở bên dưới. Các bạn cảm thấy thích những cái công nghệ mới như là camera ẩn dưới màn hình này hay không thì hãy comment. Hay là các bạn sẽ thích những cái công nghệ cũ hơn, nhưng mà ít nhất là cái chất lượng camera selfie thì nó cũng đã được kiểm chứng và đảm bảo rồi. Và nếu anh em quan tâm đến giá bán của Vsmart Aris Pro thì đừng quên truy cập vào đường link phía dưới mô tả video tại Hoàng Hà Mobile. Ở đây thì đã có mức giá là 9.990.000 tặng ngay một cái phiếu mua hàng trị giá 1 triệu đồng. Tức là mức giá của nó chỉ còn là 8.990.000 thôi. Một mức giá cực kỳ ngon để anh em có thể trải nghiệm với camera ẩn dưới màn hình.
Và bây giờ xin chào, hẹn gặp lại các bạn trong các video lần sau. Hà Nội xin đi. Bỏ cái lắp sổ đi. Cái này lắp sổ ấy. Hả? Lắp đấy.